Hãy tránh xa năm tư thế quan hệ này, kẻo hối không kịp. Các cặp đôi thường tìm kiếm những cảm giác mạnh, phấn khích mới. Với việc thay đổi tư thế quan hệ có thể giúp chúng ta có thêm nhiều điều mới mẻ hơn trong cuộc yêu. Tuy nhiên, nếu không biết được những tư thế khi quan hệ nguy hiểm để tránh thì rất dễ dẫn tới chấn thương cho cả hai người. Sau đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn 5 tư thế nguy hiểm chúng ta nên tránh để bảo vệ sức khỏe. Số 1 là tư thế khoan. Đây là một tư thế quan hệ rất khó và độc đáo. Vì vậy, sự hưng phấn nó mang lại cho hai người đang yêu là rất cao. Tuy nhiên, đây là một trong những tư thế nguy hiểm mà chúng ta nên tránh. Bởi người phụ nữ sẽ vẫn ở tư thế thẳng đứng với cánh tay và đầu được đỡ trên giường, dùng lực cho khuỷu tay nâng ông lên và duỗi thẳng chân lên. Lúc này, cậu nhỏ sẽ thâm nhập vào âm đạo từ trên xuống dưới. Nhưng nếu người đàn ông không khống chế được sức mạnh của mình thì nguy cơ gãy xương cổ rất cao. Chưa kể, đứng bằng đầu lâu, máu sẽ dồn xuống, cơ thể đứng bằng đầu sẽ khiến đối tác có cảm giác không ổn định, mất thăng bằng. Số 2 là tư thế quan hệ 69. Đây là tư thế được truyền tai nhau rất nhiều phải không nào? Tuy nhiên, chúng ta cần phải hết sức cẩn thận với tư thế này các bạn nhé. Vì nó rất dễ dẫn đến nhiễm trùng vùng miệng. Hay theo thống kê của một số viện nghiên cứu tình dục ở Hoa Kỳ, có những người nghiên cứu quan hệ tình dục bằng miệng bị đau mắt đỏ do chlamydia vì tinh dịch được bắn vào mắt. Nếu tư thế 69 nằm xuống thì có nguy cơ bị nhiễm trùng. Khi chúng ta áp dụng kiểu đứng sẽ có nguy cơ chấn thương rất cao. Bởi ở tư thế khi quan hệ này, người đàn ông cần sự mạnh mẽ hơn về thể chất. Trong khi người phụ nữ sẽ đứng thẳng và chúi đầu xuống dưới mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Để ôm được đối tác, anh em nam giới phải dùng hết sức ôm quanh eo. Nếu như trước đây sức mạnh của chúng ta bền bỉ, dẻo dai, giữ được đối tác cả đoạn đường thì câu chuyện này sẽ không có gì đáng nói. Nhưng không phải ai cũng làm được. Lỡ giữa đường chúng ta yếu đi, người phụ nữ sẽ có nguy cơ nguy hiểm. Bên cạnh đó, nó có thể gây thương tích cho cậu bé. Tư thế số 4 mà tôi khuyên các bạn nên tránh, đó là tư thế qua đường hậu môn. Có rất nhiều các cặp đôi đã lựa chọn quan hệ tình dục qua đường hậu môn để tìm kiếm cảm giác mới trong cuộc yêu. Phần cơ của hậu môn khỏe và có khả năng co bóp tốt hơn âm đạo của phụ nữ. Vì vậy, nhiều người đàn ông thích quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Tuy nhiên, chúng ta đều biết đây là nơi bài tiết chất thải của con người nên tiềm ẩn rất nhiều vi khuẩn có hại. Điều này có nghĩa là nguy cơ nhiễm trùng là rất cao các bạn nhé, rất cao. Hơn nữa, cơ vòng của hậu môn không đàn hồi tốt như âm đạo nên dễ bị rách nếu dương vật quá lớn hoặc quan hệ tình dục qua đường hậu môn nhiều lần hoặc mạnh bạo, và khả năng mắc bệnh trĩ cũng rất cao. Do đó, tốt nhất chúng ta nên tránh kiểu quan hệ này nhé. Cuối cùng, đó là tư thế gọng kìm. Đây là tư thế có độ nguy hiểm cực kỳ cao. Do đó, các cặp đôi không nên áp dụng tư thế này cho mỗi lần yêu. Ở tư thế gọng kìm, nữ giới phải chống hai tay xuống mặt nền, hai chân thì dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ của người đàn ông. Khi đó, trọng lượng cơ thể sẽ dồn ra phía sau. Nếu thời gian quan hệ lâu quá, hai cánh tay người phụ nữ sẽ bị đau, nhức mỏi do phải bám sàn quá lâu. Việc áp dụng tư thế này sẽ khiến các anh em nam giới khó khăn kiểm soát được tốc độ và lực xâm nhập. Vì vậy, sẽ gây ra ảnh hưởng lớn đến phần xương lưng, thậm chí có thể là gãy lưng, chấn thương cuộc sống. Hơn nữa, nếu lực đẩy quá mạnh cũng khiến bạn nữ dễ trượt ngã xuống sàn. Theo như khảo sát, có đến 90% các cặp đôi chia sẻ rằng họ cảm nhận sự thích thú và dễ lên đỉnh hơn mỗi khi thử hoặc thay đổi các tư thế quan hệ tình dục mới lạ. Điều này cũng khiến cho đời sống tình dục trở nên viên mãn, hạnh phúc và hòa hợp hơn. Việc không tìm hiểu rõ các tư thế khi yêu có thể gây ra các nguy cơ tiềm ẩn và làm ảnh hưởng tới cả hai khi đang đạt cảm xúc thăng hoa. Trên đây là 5 tư thế tiềm ẩn rất nhiều yếu tố nguy hiểm mà chúng ta cần cẩn trọng khi áp dụng. Các bạn cần lưu ý để có thể vừa thăng hoa nhưng vẫn đảm bảo an toàn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy ấn nhập vào nút like, đồng thời chia sẻ và để lại ý kiến của các bạn. Nếu còn có những thắc mắc hoặc cần tư vấn về vấn đề sức khỏe, các bệnh lý đa khoa, sinh lý nam, sinh lý nữ, các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng quan hệ, các bạn có thể để lại bình luận phía dưới hoặc liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại Zalo để trên màn hình để được giải đáp cụ thể nhất. Đừng quên đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều thông tin hữu ích về sức khỏe. Bác sĩ Trần Thành xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.